Hai đứa đám cưới đi anh điền cây nha. Cây vàng ha. Học kia. Học chung cấp 2 với lại chung. À ngày xưa học chung cấp 2. Dạ, ăn nằm ở về nha. À, ăn nằm với vậy hoài, ăn dầm nằm về. Chơi vậy. Dạ mẹ, mẹ chung. Mẹ chung rất là thương em. Mẹ chung rất là thương em. Rồi ơi. Là cho em chọn đi Cam. Em thấy cái gì? Em thấy cái gì? Cái ánh mắt của cái bạn màu nâu với cái bạn màu đen. Dạ thì mình hãy chặn đứng cái ánh mắt đó là liền cho anh Trâm. Thật sự thì em với lại chung từng là bạn thân. Tại sao là ơi, em nói là học chung cấp 2 với lại chung. À ngày xưa học chung cấp 2. Dạ, ăn nằm ở về nha. À, ăn nằm ở vậy hoài, ăn dầm nằm về. Tại vì mẹ chung rất là thương em. Em qua nhà chung chơi rồi. Dạ mẹ, mẹ chung. Mẹ chung rất là thương em. Mẹ chung rất là thương em. Trời ơi. Đã từ lâu. Phụ huynh mà nó đồng ý. Đã từ lâu. Tới luôn. Trời ơi, cha mẹ đồng ý còn gì bằng. Chị tạo cơ hội cho hai em được tác hợp. Chị đi, chị giả bộ chị đi. Chọn Giang đi cho xong. Thì chị chọn Giang để rồi cho đó. Em về với chung. Hai đứa nghe anh nói nè. Nha. Cái gì cũng vậy. Không có cái gì bằng gia đình hết. Cha mẹ mà đã chấp nhận thì đừng có lo gì hết. Hai đứa đám cưới đi anh đi cây nha. Cây vàng ha anh. Cây không nhất thiết là phải quá cao hay là quá đẹp trai hay là gì đó, nhưng mà có một cái chất riêng. Đúng rồi, Khang nói đúng rồi. Bạn nó hát hay lắm á, em nghĩ vậy chắc chắn luôn. Bình giật nhau ghê không? Đó. Coi thành không ra gì. Người ta nói rồi, ta ngồi đi như bức tượng trong chùa rồi, nó ngắn làm cái gì nó làm. Dạ anh hả? Hai vợ chồng mày về ở nhau đi. Mà làm như ba anh em mình bữa nay có hẹn hay sao nha, mà vô cùng tông dễ sợ luôn vậy đó. Tại vì anh biết không, cái màu đen là cái màu huyền bí á. Còn với anh thì cái màu đen là cái màu huyền lực á. Ông mà màu đen là giúp cho mình đỡ mập á anh, em thấy em chọn đúng màu. Ý rồi em đó. Nói em luôn hả Trâm? Sao em nhên, em tỉnh nhên. Còn em sao? Dạ em chọn màu đen luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ, giống như là cái màu của chương trình mình vậy nè, cái thương hiệu thời trang IV Moda của mình đó. Dạ không, chương trình mình màu đỏ anh. IV Moda mang lại cho anh một cái sự tự tin khi chúng ta diện những bộ trang phục như thế này. Trời ơi thiệt mà, cái bộ đồ này vô thoải mái lắm luôn á. Thấy không, IV Moda đó. Còn em sao, đến với chương trình lần thứ hai của em? Cái đáng đồng tiền. Dạ đây là lần thứ hai em đến với chương trình. Em tới với chương trình là hồi mùa 1. Bây giờ là mùa 4 rồi em mới quay trở lại. Anh Nghĩa, khi Trần nó đóng phim dễ thương lắm á. Dạ, cảm ơn. Nó mới đóng cái phim vừa rồi em thích lắm á, nó có duyên lắm. Rồi cô ấy sao rồi? Dạ cô nào anh? Hương Giang đó. Em nghĩ sao về Hương Giang? Nó khoái. Mùa trước đó à, mùa trước thích ra mặt luôn em. Em biết anh xì đỉnh kêu khoái khoái sao giờ chạy em luôn rồi. Có không thì chạy luôn rồi, em đâu biết đâu. Hay do mấy người làm gì với người ta rồi người ta đi thôi. Cái chuyện đó là chuyện riêng tư của người ta, đừng có khai thác sâu nữa, người ta ngại, người ta mắc cỡ, đổ mồ hôi quá trời kìa. Không phải, tại em nóng anh. Dạ là đi đừng có già. Anh đang cứu em. Dạ. Hiểu không? Rồi hai chị em thích về đội nào? Hai là chị em chọn đi Cam. Em thấy cái gì? Em thấy cái gì? Cái ánh mắt của cái bạn màu nâu với cái bạn màu đen. Vậy thì mình hãy chặn đứng cái ánh mắt đó là liền cho anh Trâm. Thật sự thì em với lại chung từng là bạn thân. Tại xưa là em là học chung cấp 2 với lại chung. À ngày xưa học chung cấp 2. Ăn nằm ở về nha. Ăn nằm ở nhau vậy hoài, ăn dầm nằm về. À ăn gì? Người ta là ăn dầm nằm về. Mày thì mày đi nói là ăn nằm dầm về. Tại vì mẹ chung rất là thương em. Em qua nhà chung chơi rồi. Dạ mẹ, mẹ chung. Mẹ chung rất là thương em. Mẹ chung rất là thương em. Trời ơi. Đã từ lâu. Phụ huynh mà nó đồng ý. Đã từ lâu. Tới luôn. Trời ơi, cha mẹ đồng ý còn gì bằng. Chị tạo cơ hội cho hai em được tác hợp. Chị giả bộ chị chọn Giang đi cho xong. Thì chị chọn Giang để rồi cho em về với chung hả? Mời hai chị em về chỗ. Dạ rồi. Trời đất ơi. Tôi nói thiệt. Tôi nói thiệt. Yêu nhau ra mặt luôn vậy hả? Ok, cơ hội tác hợp cho đôi trẻ. Hai đứa nghe anh nói nè. Nha, cái gì cũng vậy. Không có cái gì bằng gia đình hết. Cha mẹ mà đã chấp nhận thì đừng có lo gì hết. Hai đứa đám cưới đi anh đi một cây nha. Cây vàng ha anh. Cây, Nghĩ bạn này giọng nữ múp. Nữ múp là sao nữa em? Nghe cái âm nó tròn dữ lắm. À, tức là Cam Thanh phát ra rất là mập á không? Dạ không, nghe nó tròn trịa. Cây thế sao? Em thì em nghĩ không hay đâu. Tại sao? Tại vì cái nốt cuối của cô ấy khi mà hát ra thì em cảm nhận thì là bạn ấy hát không hay. Không phải là nữ êm cũng phải là nữ múp mà đúng rồi. Cảm thấy là không hay. Nhưng mà giọng cao không em? Mà là nữ lùi. Nữ lùi. Giọng cao không? Thấy giọng thanh thoát mà. Em nghĩ là không cao lắm đâu. Thấy dò dài cái quá nốt mà. Đó là nốt
dò dài liên quan tới giọng. Thì dò dài, giọng dài theo. Hãy nhìn gương mặt đi. Gương mặt bất mãn sự đời. Cái gì? Cái mặt nó mà bất mãn à? Bất mãn, bất mãn luôn. Hai cái luôn. Không muốn quan tâm. Quay mặt không quan tâm. Không thèm dòm. Kìa, anh vừa mới nói chỉ quay chỗ khác à kìa. Thái độ liền, thấy không? Hãy nhìn bàn tay, cái cách mà cô cầm cái đờn violon. Cầm mà cọc lắm. Cầm cọc lắm kiểu. Tại sao bắt tôi cầm vậy ha? Tại sao bắt tôi cầm vậy? Có thấy tôi không biết cầm không? Cái kéo kia là cái gì? Cái vĩ. Cây vĩ. Cầm cái vĩ như cầm cái dũa vậy. Chỉ có cầm cái này là cái dũa móng tay. Thành thử ra tôi nghĩ là cô này là không phải đính hột mà cô làm neo ở chợ Bến Thành hay gì đó. Nhưng mà cái giọng cổ thì sao anh? Khỏi bàn. Tôi theo phe của cây trần, cô này không phải nữ êm, không phải nữ múp mà là nữ lụi. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Nghe thì giọng êm thiệt, giống như mặt Trang Khoa nói là êm thiệt. Mà nghe kiểu cái giọng hơi hơi giống như của Trung á. Cái giọng mà phà phà hơi hơi á. Dạ. Nhưng mà cô không thấy nói là được điều gì hết trơn, nó khó quá. Biết đâu người ta đang cố tình đánh lừa mình sao em ha. Chọn cái nốt mà cảm giác là dễ nghe nhất. Hát hay. Không hay. Mà cái ông này ông làm không có bền đâu. Dạ. Làm ngày trước ngày sau chủ đủ liền. Vớt được có cái lá dứa cắp, vớt cái lá dứa cắp ngày nào mới xong cái hộp. Với lại sao biết không, bị tốn thời gian quýnh kem chống nắng nhiều quá. Chứ gì nữa. Như là không ai mà vớt mà trắng như vậy không? Thì đó. Với lại không ai vừa vớt mà vừa giỡn với nước gì đâu anh. Ông này á là nhào xuống dưới đó. Cái dạng bộ chết sặc, anh ơi vớt em, anh ơi vớt em. Anh ơi vớt em. Thì có. Trời ơi, với đâu mà vớt lá. Nhưng mà có thể bạn ấy làm một cái công việc gì đó nó liên quan tới nghệ thuật. Anh như anh đã nói, bạn ấy rất là láng bệnh bởi vì đánh kem. Biết đâu mà ta là người bán kem trộn. Anh nghĩ rằng những người bán kem trộn người ta không có cách, không biết cách để mà tạo nét gì đâu. Chắc đâu phải có là nét gì đâu anh, cái đó em làm được mà, vớt nước mà nét gì. Không, em làm thô lắm Giang, em làm thô lắm. Ừ, người ta làm có một cái sự nâng niu từng giọt nước đem. Cái gì là sợ giọt nước ra. Vớt lên, thất lên. Mà cái gương mặt cười chỉ thấy hàm răng trên thôi, không thấy hàm răng dưới. Cho nên phải là người làm nghệ thuật mới có cách trau chuốt mình như thế. Từ nãy giờ tất cả mọi người đều chống đối bạn ấy, tôi thấy thật là bất công cho bạn ấy. Hey, nói gì đó đi bảo vệ người ta đi em. Dạ hát không hay à. Cuối đường hầm luôn luôn có một tia ánh sáng. Quang Trung, em nghĩ là hát hay. Đó, ít ra phải vậy chứ. Nhưng mà có lẽ chỉ là một cái niềm tin em dành cho bạn thôi. Chứ còn em thì vẫn nghĩ là không hay. Em thì chưa biết giọng hát của cô này sao, nhưng mà Mỹ cổ là người phóng khoáng á. Tại vì cổ phóng khoáng á cho nên em bị cái chuyện mà không lấy tiền chi phối rồi. Em không có lo dòm cổ. Em chỉ suy nghĩ là chết rồi, không lấy tiền rồi sao. Vậy thôi. Lo sợ ta phá sản. Em có xác định được mục đích đến chương trình. Biên tập hay thiệt á. Em chưa thấy ai mà đi lụm cầu lông mà mang Balenciaga. Mà phải còn focus thẳng vô đôi giày của người ta. Cái đó là cái điểm mấu chốt của em. Ý là lụm gì đam mê thôi chứ không có cần tiền. Tầm này mà lụm làm gì. Em thấy sao Kay? Em nghĩ là bạn này hát xém hay à. Xém thôi hả? Dạ. Em nghĩ là vậy thôi. Dạ. Ý là kêu dở đó. Không hay cũng không dở. Không em ơi, chương trình này không có lưng chừng em ơi. Hay đó. Vậy em nghĩ hay là vậy? Hay. Xem thấy mặt bản hề quá à. Bản hề hước dễ sợ luôn á. Em thấy bạn diễn xuất quá trời luôn. Đó bị ép đó. Xong rồi em bị cái đó chi phối nữa, em quên coi bạn hát sao luôn. Trời ơi.